Chào anh em, thì hôm nay Quang review chiếc xe CD đời 2003 ha. Xe này thì còn rất đẹp để cho anh em sưu tầm. Máy móc thì anh em khỏi phải lo. Xe này thì trên 95% còn đẹp quá. Toàn bộ là riêng hết cho anh em ha. Chỉ có cái là nó thiếu cái bẩn nha. Kính thì cũng dạng kính thái thôi, chứ không phải là kính theo xe nữa ha. Đó. Còn mọi thứ là đều riêng theo xe hết. Anh em nào sưu tầm múc chiếc này về là chơi cà phê là khỏi chơi. Xe quá đẹp. Giá 58 triệu thôi anh em. Sưu tầm đi. Chiếc này mà sưu tầm để chừng vài năm sau là bán 70 triệu phải ra. Xe này bán không có lỗ đâu. Anh em chơi giữ kỹ là chạy đừng có ra mưa, dầm mưa, giải nắng thôi. Chứ đi mà kiểu như sáng cà phê, chiều cà phê về lau bụi là chừng nào mới hư ha. Nó thiệt, xe thì đẹp, giữ kỹ thì đi 10 năm, 20 năm là cũng ngon lành. Máy móc 50 thì đi lòng vòng thì ok hết, không vấn đề gì đâu. Tự anh em nói xe yếu, không yếu đâu, chạy phà phà luôn, chạy hai thằng chạy đi 100 cây số quay đầu phải ra. Quá đẹp. Đó thì anh em nhắm cái giá này anh em sưu tầm được thì mình chuyển cho anh em chơi, giao lại cho anh em chơi. Đó. Giá 58 triệu đúng nha, cái này không bớt cho anh em đâu. Đúng giá luôn. Anh em mà ở gần khu vực Dầu Tiếng hay là Bình Dương gì chạy lên lấy thì mình sẽ có lọc cà phê cho anh em thôi. Đó. Chút lọc cà phê đó. Thì anh em chơi thì ghé lấy trở về luôn cũng được, chạy về luôn cũng được ha. Thì cũng còn chiếc 50 nhưng mà đời nó 2005 hay là 6. Giá nó thì 87 triệu nhưng mà bao rút hồ sơ cho anh em. Còn chiếc 125 giá là 196 triệu đời 1996 và 90 5 triệu đời một chứ đời 2000 ha. Xe thì còn đẹp trên 93%. Nói chung những dòng xe cổ thì chắc chắn nó cũng có va chạm hoặc là trầy nhẹ thôi, thì hoặc là lão quá theo thời gian, thì anh em chơi thì cứ giữ nguyên cái hiện trạng vậy. Cái chất xe thì sao để y vậy, chơi sướng. Còn sơn phết lên rồi xịt lên rồi thua ha. Đừng có dạy cái xe mà đem ra ngoài bắn cho nó bóng lưỡng, bóng ngáo lên nhức sơn. Giờ nó không giống như xưa đâu. Nhìn nó không giống ai hết. Cha nhìn xe giống một cốc ghẻ là thua. Hạ nó lát thì để lát, móc thì để móc à. Chạy ra ngoài nhìn sướng, đã mắt. Nhìn cái cũng đã mắt rồi. Bởi vì cái xe rin mà nước xương rin hồi xưa nó như bây giờ nhìn nó đục nó móc móc rồi sao ha, nhìn nó sướng ha. Anh em chưa sưu tầm xe thì sẽ biết rồi. Vậy đi, anh em có nhã ý thì alo liền. Cái xe này bữa giờ chưa có rảnh để quay lên. Thì cái này là những hình ảnh mình chụp và ghép clip để gửi cho anh em xem cho nó dễ nhìn thôi chứ không gì hết ha. Rồi, quá đẹp. Cặp cốp sau cái này đánh lên nữa là nó bóng lắm nha, nó hơi móc móc vậy chứ đánh lên là bóng lắm. Này chưa có vệ sinh nhiều đâu, chạy sơ rửa sơ thôi. Giờ anh em chịu cực lấy bằng chạy đánh răng, nó đánh từ từ lên là nó bóng lưỡng à, nhìn sướng con mắt luôn. Xe này thì sưu tầm đi anh em, nó thiệt
chơi thì chơi những cái xe này nè, có 50 mấy triệu thôi, đủ khả năng tài chính thì chơi. Còn ví dụ như mình mua những xe mà nó xấu hơn xíu thì cũng có ba mấy bốn mấy, nhưng mà xe nó sơn lại hoặc là đồ phết nhiều, hoặc là đồ rin nó dạng kêu đồ rin, nó còn có đồ rin thôi. Đó, ý là vậy, nhưng chơi xe nó không sướng. À, chơi rin như vậy là mắc xíu, mười mấy 20 triệu, nhưng mà chạy sướng đã tay, sướng con mắt luôn, tay đèn rồi liền chá vô ok hết luôn. Thường mấy chỗ này thì nó cũng rỉ rỉ thôi, nhưng mà rỉ theo dòng thời gian chứ không phải là xét nghiệt nha. Mình có sao mà nó thiệt vậy, ưng thì mua, còn không ưng thì từ từ kiếm xe khác mua, không vấn đề gì hết. Nói chung là cũng cảm ơn anh em đã thường xuyên theo dõi kênh Mây Xe Hay. Chúc anh em ngày cuối tuần, hôm nay là 24 tháng 4 ngày Chủ nhật, anh em nghỉ bên gia đình thật là vui vẻ, chuẩn bị cho công việc mới. Cảm ơn em thường xuyên ủng hộ kênh Mây Xe Hay và giúp kênh giúp anh em giúp mình đăng ký và chia sẻ những cái video để cho anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc biết nhiều hơn và ủng hộ xe bên câu lạc bộ. Chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye nha.